nông sản sạch miệt thứ. Bạn có biết đậu đen xanh lòng nhà trồng tại xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang? Đậu đen hay còn gọi là đỗ đen là loại thực phẩm vô cùng quen thuộc, dễ chế biến, nuôi trồng và chăm sóc. Với những tác dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ thận, mát gan, thì trồng đậu đen ngay tại nhà đem lại rất là nhiều lợi ích mà bạn không thể nào bỏ qua. Đậu đen là cây thân thảo phân thành nhiều nhánh và được nhân giống bằng hạt, hoa có màu tím nhạt. Quả đậu đen mọc thành chùm và mỗi quả được tạo thành bởi hai mảnh ghép lại hình trụ thẳng hoặc hơi cong. Kích thước quả dài, bên trong chứa tầm 10 hạt. Và để tách vỏ lấy hạt thì chúng ta cần phơi khô nguyên vỏ khi quả đã chuyển từ màu xanh sang màu nâu đen hoặc vàng. Thời gian sinh trưởng của cây thì không dài, khoảng 80 đến 90 ngày là chúng ta có thể thu hoạch. Còn cái này là mình trồng bao lâu thì mình mới thu hoạch được cô? Sau 2 tháng. Sau 2 tháng thì mới thu hoạch, là mình trồng mình có phải chăm sóc, mình tốn nhiều thời? Không. Cũng chăm sóc thôi chứ không có tốn gì. Ủa sao nó lột mà sao ở đây con còn thấy con nè? Chứ. Là đậu đen á cô? Đậu đen hay đậu đen này là đậu đen lòng xanh hay đậu đen gì? Lòng xanh. Là mình mua giống ngoài chợ gì rồi mình trồng hả? Nhưng mà cô trồng xong rồi sau một đợt thu hoạch như vậy thì cô sẽ được sản lượng bao nhiêu ký? Trồng cũng ít, thu hoạch cũng vài chục vậy à. Nhưng mà mục đích của mình là mình trồng xong mình sẽ bán, hay là mình trồng xong để mình ăn trong gia đình thôi? Mình ăn trong gia đình, không có bán hả? Chỗ gì là mình xiên quá luôn á, trời ơi, tốn nhiều thời gian công sức. Còn đi ra chợ mua một phát một về tha hồ ăn rồi. Tốn sức. Tốn thuốc, tốn men gì cả ngoài chợ thì tốn thuốc. Này tự nhiên phải không? Ừ. Hả? Nước mát lắm. Lòng xanh. Cái này là nếu có người hỏi mua thì cô có bán không cô? Không. Không bán hả? Rồi nhưng mà cái này nhiều quá làm sao mình ăn hết được? Thôi ăn để dành. Thường là tốt, không, mình trồng nhà không có thuốc men, không có. Dạ. Rồi mình nấu chè hay là mình sử dụng như thế nào cô? Nấu chè rồi nấu nước uống. Dạ. Nhiều quá hết mình. Rồi. Mình chọc nhà đó, ăn hết thì mình cho bà con dòng. Vậy hôm nay con quay, cô có cho con không vậy? Cười, trời trời. Thật sự là cô ngại nên là cô không cho quay hình. Nhưng mà ngoài là cô rất là đẹp nha mọi người, rất là duyên dáng luôn á. Cô đổ vô đi con, cô hốt cô bỏ vô. Nữa à? Dạ, cô làm cái nữa.